tha ngôi đổ từng chai sữa bà cụ quyết không bán lại cho thanh niên theo đoạn video được một cô gái chia sẻ trên tiktok cá nhân trong lúc đi bộ trên đường nhóm bạn này vô tình nhìn thấy một cụ bà đang ngồi tháo từng vỏ và nắp chai sữa tươi rồi thẳng tay đổ hết sữa xuống đất và hành động này của bà là để cúng cho thủ địa thấy những lốc sữa và bao bì còn mới chưa khui, đồng thời cũng nghĩ chắc bà cụ có nguyên nhân gì đó mới làm ra chuyện như thế này, nên một thanh niên đã lên tiếng vờ hỏi mua lại những lốc sữa còn lại với giá cao để bà cụ khỏi phải mắc công ngồi đổ. Thế nhưng người phụ nữ nghe xong lại không nghĩ ngợi mà từ chối ngay, kiên quyết không bán dù mấy thanh niên có nói gì đi nữa. Bà cho biết bà được công ty thuê đem đổ số sữa này vì chúng đã bị hỏng và lỡ bán cho thanh niên thì anh lại đưa cho ai uống thì lại khổ người ta. Sự thật thà không tham lam của cụ bà đã làm nhóm bạn trẻ nể phục và quyết định đăng video để nhiều người học hỏi. Sau đây là một vài bình luận đáng chú ý của cư dân mạng để lại bên dưới video. Bà làm thế là quá tốt, không vì lợi ích của mình mà hại người. Hoan hô bà, chúc bà sức khỏe. Sữa này hỏng rồi, bà không muốn ai uống nhầm, nên thả đổ chứ nhất định không bán. Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng chở thịt trâu giúp tài xế vi phạm đồng độ đồ cồn nhằm tăng cường xử lý người vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vào dịp Tết Nguyên đáng Giáp Thình năm 2024. Vào chiều ngày 2 tháng 2, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông số 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội lập chốt kiểm tra tại khu vực ngã ba đường Ba La, Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Theo ghi nhận, chỉ trong một giờ, Tổ công tác đã kiểm tra hàng chục phương tiện tham gia giao thông và phát hiện ba tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn khoảng 13 giờ 30, tổ công tác dừng xe để kiểm tra tài xế Tú đang chở thịt trâu thì phát hiện người này vi phạm nồng độ đồ cồn ở mức 0,077 mg trên lít khí thở. Đối với mức độ vi phạm này, tài xế Tú cũng bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày. Trình bày trước tổ công tác, anh Tú khẳng định cả ngày hôm nay anh cùng vợ chở thịt trâu đi bán nên không sử dụng rượu, buổi trưa chỉ uống một lon nước ngọt. Tuy nhiên anh Tú thừa nhận tối qua có uống khoảng 5 chén rượu nên khả năng trong người vẫn còn nồng độ cồn. Anh Tú cho hay sẽ chấp nhận bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn nhưng xin tổ công tác cho chợ thịt trâu đến nơi bán rồi quay lại chịu phạt. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, phương tiện của tài xế vi phạm sẽ bị niêm phong, tạm giữ 7 ngày nên tổ công tác đã dùng xe ô tô chuyên dụng chở thịt trâu giúp anh Tú. Vietcombank lên tiếng vụ khách hàng kêu bị hắc hơn 43 triệu đồng. Trả lời báo chí ngày 3 tháng 2, đại diện Vietcombank cho biết, khách hàng Trần Trung Mạnh có tài khoản Facebook là Anvin, đăng tải trên trang Facebook cá nhân và một số hội nhóm khác nội dung bị mất tiền qua thẻ ATM số tiền 43 triệu 155 ngàn đồng. Vietcombank khẳng định đây là sự việc xảy ra ngoài mong muốn của khách hàng cũng như của ngân hàng hệ thống của Vietcombank luôn đảm bảo an toàn, bảo mật, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và quy định pháp luật. Khách hàng Trần Trung Mạnh đã liên hệ tới tổng đài 24 trên 7 của Vietcombank khi phát hiện vụ việc và được Vietcombank tiếp nhận thông tin. Ngay khi tiếp nhận thông tin tra soát của khách hàng, Vietcombank đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp trên cơ sở được khách hàng xác nhận chấp thuận nhằm hạn chế tổn thất cho khách hàng đồng thời làm yêu cầu tra soát hoàn trả tới đơn vị hưởng và phản hồi tới khách hàng kết quả tra soát theo đúng quy định, đại diện Vietcombank nói. Vietcombank cho hay, ngân hàng này cũng đã khẩn trương rà soát về giao dịch của khách hàng Trần Trung Mạnh. Kết quả cho thấy, giao dịch khách hàng đang phản ánh là giao dịch thanh toán trực tuyến thực hiện bằng thẻ ghi nội địa, Vietcombank Connect 24, hay còn gọi là thẻ ATM tại đơn vị thương mại trực tuyến. Hệ thống Vietcombank ghi nhận giao dịch của khách hàng Trần Trung Mạnh đã được nhập đầy đủ thông tin thẻ và được xác thực hợp lệ bằng mã SMS OTP được Vietcombank gửi thành công đến số điện thoại của khách hàng Trần Trung Mạnh. Do vậy, giao dịch thành công từ thẻ của khách hàng đã được xử lý thành công. Đại diện Vietcombank khẳng định đang tích cực phối hợp với khách hàng Trần Trung Mạnh và hướng dẫn khách hàng trình báo vụ việc tới các cơ quan điều tra để nhanh chóng xác minh vụ việc, truy tìm tội phạm và tập trung thu hồi tài sản cho khách hàng. Bắt đối tượng truy nã khi máy bay hạ cánh xuống sân bay. Ngày 3 tháng 2, tin từ công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ kẻ trốn truy nã 13 năm khi đối tượng này vừa đến Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Vào tháng 6 năm 2011, Nguyễn Văn Trung sinh năm 1987, trộm cắp chiếc xe máy trị giá gần 30 triệu đồng của anh Đạt, sau đó Trung đến công an thành phố Việt Trì đầu thú. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung về tội trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú. Nhưng sau đó Nguyễn Văn Trung không chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và bỏ trốn. Nguyễn Văn Trung đã di chuyển nhiều địa phương để trốn truy nã, sau đó trốn sang Malaysia. Từ thời điểm Trung trốn truy nã đến nay, công an thành phố Việt Trì đã thường xuyên đến nhà gặp người thân để nắm thông tin. Đồng thời vận động để đưa Trung ra đầu thú nhưng không có kết quả. Ngày 1 tháng 2, sau khi xác định Nguyễn Văn Trung di chuyển từ Malaysia về Việt Nam theo đường hàng không, công an thành phố Việt Trì đã tiến hành theo dõi và bắt giữ Nguyễn Văn Trung ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, Nguyễn Văn Trung đã bị dẫn giải về trụ sở công an thành phố Việt Trì để tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Em gái sinh năm 2008 không may bị ung thư, lập kênh TikTok đếm ngược ngày còn sống. Cũng là một người con gái như bao nhiêu người bình thường khác, thế nhưng chủ nhân của tài khoản TikTok có tên Ngày Mai lại không được may mắn khi em mắc phải căn bệnh quái ác, ung thư. Tìm kiếm một chút sự lạc quan trong khoảng cuối đời, cô gái đã lập ra một tài khoản TikTok để chia sẻ những dòng trạng thái và đếm ngược những ngày mình còn sống trên đời, khiến ai cũng xót xa. Mặc dù đã nhận về vô số lượt động viên, được gửi những cái ôm từ mọi người khắp cả nước, thế nhưng cô gái đã không thể chiến thắng căn bệnh quái ác và qua đời cách đây 2 tháng. Chia sẻ mới nhất trên tài khoản TikTok cho biết, mình là anh của Linh, em ấy tên thật là Nguyễn Ngọc Linh. Em sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 2008. Em đã mất cách đây 2 tháng do bị ung thư. Giờ thì mình mới check điện thoại thì mới thấy em có kênh TikTok này trong hành trình đối mặt với ung thư em đã tỏ ra rất mạnh mẽ và lạc quan hơn bất kỳ ai gia đình và những người xung quanh và cả cộng đồng mạng hỗ trợ em ấy mỗi bước đi tạo nên một môi trường ấm áp giữa những thời điểm khó khăn trong phòng bệnh em ấy cũng giữ cho tâm hồn của mình sáng tạo bằng cách vẽ tranh và viết nhật ký chia sẻ những suy nghĩ tích cực về ước mơ của mình những mảnh ghép nhỏ này đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của em trước khi em ấy ra đi em đã truyền đạt tinh thần lạc quan và lòng bảo vệ cho những người xung quanh Đối với Linh không phải chỉ là kết thúc mà là một khởi đầu mới, nơi tình yêu và ký ức của em sẽ sống mãi trong trái tim của mọi người. Và mình sẽ xin giữ tài khoản này để giữ những kỷ niệm mà em ấy đã chia sẻ. Kỳ lạ, con dâu dùng búa đinh đập chết mẹ chồng dấu xác lại được cả nhà chồng kêu oan. Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của Hoàng Thị Vấn, 49 tuổi, về tội giết người. Vụ án xảy ra từ năm 2012 và đây là lần xét xử thứ 6. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Thị Vấn đều bị Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên án tù chung thân. Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày xảy ra sự việc, Vấn ngủ dậy đi từ tầng 2 ra khu vực sau nhà tại đường Đề Thám, thành phố Cao Bằng thì gặp mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền, 65 tuổi. Khi đứng nói chuyện tại đây, bà Tiền khuyên Vấn đẻ thêm con để có con trai thì Vấn đã cãi lại nên bị mẹ chồng tác cho một cái. Bực tức, Vấn lấy búa đinh và gây án. Vấn đã vứt hung khí gây án, lau sạch vết máu trên nền nhà và kéo thi thể bà Tiền giấu vào chỗ để đồ cũ trong nhà. Khoảng 10 phút sau, anh Nguyễn Duy Chiến, chồng của Vấn thức giấc xuống nhà thì thấy vợ đang ôm đầu chảy máu, điên chạy ra phía cửa hô trộm trộm. Khi Vấn đi cấp cứu, thi thể của bà Tiền đã được gia đình tìm thấy. Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án. Ba ngày sau, Vấn bị bắt. Công an xác định sau khi giết, giấu xác mẹ chồng, vẫn đã dùng dao gọt hoa quả tự gây ra vết thương trên đầu của mình nhằm đánh lạc hướng điều tra. Sau nhiều tháng điều tra, vẫn bị cơ quan điều tra thay đổi tội danh 3 lần, từ không tố giác tội phạm sang che giấu tội phạm và cuối cùng là tội giết người. Từ đó đến nay, chồng và con trai nạn nhân liên tục làm đơn gửi đến cơ quan tố tụng tỉnh Cao Bằng kêu oan cho vấn. Tại phiên tòa phúc thẩm lần thứ ba này, Vấn cho biết sáng ngày 5 tháng 2 năm 2012, khi xuống dưới nhà đã bị một người đàn ông lạ mặt núp sau két sắt, xông ra dùng dao tấn công. Người này sau đó cướp tiền của bị cáo đang cầm trên tay rồi tẩu thoát. Lúc này Vấn không biết bà Tiền bị giết chết, giấu xác. Khi hung thủ vừa tẩu thoát thì chồng của Vấn từ trên gác chạy xuống. Vấn sau đó được đưa đi sơ cứu vết thương, còn mọi người ở nhà tìm thấy thi thể của bà Tiền. Vấn khai những tình tiết trong cáo trạng là do tự nghĩ ra và khi bị bức cung đã nhận tội cho qua chuyện và chờ ngày xét xử để kêu oan. Trong phiên xử lần này, anh Nguyễn Duy Chiến, chồng của bị cáo khẳng định hôm xảy ra vụ án có một người đột nhập nhà anh, chính tên trộm là người đã ra tay giết bà Tiền, mẹ Chiến chứ không phải vấn. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án chung thân về tội giết người, đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra sau vì không ngoại trừ vụ án còn có đồng phạm. Nghi phạm cá lóc đầu trâu bị bắt khẩn cấp sau vụ trộm 20 lượng vàng. Ngày 3 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp cho biết đã bắt khẩn cấp hai siêu trộm Trần Văn Đông tự là cá lóc 32 tuổi và Phan Tuấn Kiệt tự đầu trâu 22 tuổi về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, trạng sáng ngày 15 tháng 1, người đàn ông ở khóm Thuận Phát, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh trình báo với công an bị mất trộm tài sản gồm một két sắt bên trong có 20 cây vàng loại 4 số 9, 3 chỉ vàng loại vàng 18K, 60 triệu đồng, hai con gà trống và các giấy tờ liên quan. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng. Công an thành phố Cao Lãnh khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đã xác định hai nghi phạm bao gồm Trần Văn Đông và Phan Tuấn Kiệt. Công an bắt khẩn cấp Phan Tuấn Kiệt khi đối tượng đang ẩn nấp tại nhà. Lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được Trần Văn Đông khi đang lẫn trốn tại tỉnh Vĩnh Long. Công an thành phố Cao Lãnh đã thu hồi được các xác mà hai đối tượng phi tang xuống sông thuộc ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Tuy nhiên, các xác thu đã bị đục, cậy phá ở cả phía trước và phía sau, bên trong không còn tài sản. Quá trình điều tra, nghi phạm Đông và Kiệt khai đã chia đều tài sản cho nhau rồi tìm cách trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Toàn bộ số tiền có được, Phan Tuấn Kiệt cất giấu tại nhà. Cơ quan cảnh sát điều tra đã vận động cha của Kiệt tìm kiếm và tự nguyện giao nộp hơn 622 triệu đồng. Còn Trần Văn Đông khai đã tiêu xài hết số tiền vàng của bị hại. Công an Nghệ An phát thông báo truy tìm tên cướp ngân hàng ngày 3 tháng 2, công an tỉnh nghệ an phát thông báo truy tìm tên cướp ngân hàng tại thị xã cửa lò nghệ an. Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng gây án một mình. nghi can vụ cướp là nam giới 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60 kg. Thời điểm gây án, nghi can mặc áo khoác màu trắng sữa, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu tím thang, có chữ adidas, mặc bịch khẩu trang màu trắng, mang găng tay màu đen, đi dài vải rằng ri màu vàng đen. Đối tượng đi xe mô tô giống kiểu xe nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen hoặc màu đen xanh, chưa rõ biển số. Giọng nói của đối tượng giống hệt huyện Nghi Lộc. Trước đó như đã đưa tin vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 2, một người đàn ông bịt mặt mang theo cả dao và cầm một vật giống như lựu đạn xông vào phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng thương mại thị xã Cửa Lò. Thấy người đàn ông cầm dao, khách hàng đang thực hiện giao dịch liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Người đàn ông vuông dao, hô tay cầm vật giống như lựu đạn đe dọa, yêu cầu nhân viên ngân hàng phải đưa tiền. Thấy nhân viên ngân hàng có biểu hiện trì hoãn kéo dài thời gian, đối tượng vượt qua tấm kính ngăn cách, nhảy lên bàn, vào bên trong quầy giao dịch và lấy đi một số tiền trước khi chạy ra ngoài tẩu thoát. Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức ra soát truy tìm tên cướp. Tận cùng tội ác, đòi nợ con rồi đè hiếp dâm mẹ đến chết. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thành Trung, 23 tuổi, 18 năm tù về tội hiếp dâm. Theo cáo trạng, ngày xảy ra vụ việc, Trung đi nhậu rồi ghé nhà anh Xanh để đòi nợ, nhưng không có anh Xanh ở nhà. Tại đây, Trung đã bắt bà Hoàng, 61 tuổi, là mẹ của anh Xanh trả nợ thay, nhưng bà Hoàng không đồng ý và bỏ vào phòng ngủ. Trung đi theo, mở tủ định kiếm tiền hoặc tài sản trừ nợ. Bị bà Hoàng ngăn cản, Trung để bà ngã xuống giường. Bà Hoàng la làng kêu cứu nên Trung đè lên người rồi bóp cổ và thực hiện hành vi giao cấu. Bà Hoàng bị Trung hiếp dâm cho đến ngất liệm, sau đó đối tượng này bỏ về nhà mình. Khoảng 23 giờ tối cùng ngày, anh Sanh về nhà và phát hiện tình trạng bà Hoàng liền đưa đi cấp cứu, nhưng bà đã bị gãy cột sống cổ, liệt tủy, chấn thương bộ phận sinh dục, cùng biến chứng bộ nhiễm phổi, hôn mê, suy hô hấp, trụy mạch, dẫn đến tử vong sau đó một tuần. Sau đó, tên Trung đã ra đầu thú. Với những hành vi mang rợ trên, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên mức án 18 năm tù cho tên Trung và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 51 triệu đồng. Xe rượu, tài xế tông thẳng xe máy rồi kéo lê cả cây số. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chiếc ô tô do một tài xế say rượu đã đâm và kéo lê một chiếc xe tay ga khoảng 1 mét ở một thành phố thuộc bang Orissa vào đêm 31 tháng 1, các nhân chứng cho biết, người điều khiển chiếc xe hai bánh sau đó đã ngã xuống đất và bị thương nhưng được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Trước đó, cảnh sát còn cho hay chiếc xe đã tông vào một người dân khác trước khi đâm vào xe máy. Nạn nhân này cũng đã được người dân đưa đi nhập viện. Trong đoạn video ghi lại sự việc, có thể thấy chiếc ô tô đang kéo lê chiếc xe hai bánh. Chiếc ô tô tiếp tục chạy khoảng 1 km kéo theo chiếc xe máy dưới gầm. Có thể nhìn thấy tia lửa điện bay ra từ phía trước của nó do ma sát khi nó kéo chiếc xe tay ga theo mình. Người đi đường và người dân địa phương đang cố gắng đi theo phía sau chiếc xe bốn bánh để ngăn chiếc xe lại, nhưng tài xế không dừng lại. Thanh tra phụ trách Sở Cảnh sát Info City ở Ba Tia cho biết tài xế ô tô đã bị cảnh sát giam giữ chờ ngày điều tra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.